Alo. Không xong được cậu ơi. Cậu ơi, cô Duyên cô đã. Cô Duyên làm sao? Cô Duyên cô. Nói tôi nghe, cô Duyên làm sao? Nhưng mà cô Duyên làm sao? Nói tôi nghe. Cô Duyên. Cậu ơi, cô Duyên cô sắp chết rồi. Tại sao chết? Phước, con vô đây giúp bác con Phước. Phước. Con Duyên con của bác nó ở trọng sáng giờ mà bác kêu nó không mở cửa. Duyên làm sao vậy bác? Con kêu giùm bác con. Để con kêu. Duyên ơi, anh là Phước này Duyên. Đập cửa. Duyên, trời ơi. Duyên ơi, con Duyên. Sao vậy Duyên? Duyên ơi giờ Duyên. Mấy con dao cho con. Nó thở được rồi. Cô thổi hơi thêm cho nó đi. Em chưa tỉnh đâu. Anh tiếp tục đi, đừng có chán nản. Duyên không sao rồi bác, nhưng mà tạm thời phải được nghỉ ngơi. Alo. Bà hả? Tôi đang đưa anh chị bên nhà trai á, đến nhà mình chơi đó. Bà coi chuẩn bị trà nước để đãi người ta đó nghe. Không có chuẩn bị cái gì hết á. Tụi nó không có đám cưới đám ơi gì hết. Ông không thấy hả? Chuyện đám cưới không á, mà con gái của mình nó sắp chết rồi nè. Bà sao vậy? Bộ bà điên hay sao chứ? Điên cái gì cũng được hết trơn á. Mà tôi nói, tôi không có gả con gái đâu. Ông mà nhất quyết gả con gái, rồi tôi chết theo nó cho ông vừa lòng. Alo, alo, bà. Duyên không sao rồi. Nhưng mà bây giờ đừng ai nói gì cô ấy nữa. Để cô ấy được nghỉ ngơi. Con ơi, con tìm cách nào á cho em nó bình an. Bác cảm ơn con nhiều lắm. Miễn là em không bỏ anh, bất cứ giá nào anh cũng không để ai cướp mất em. Con cứ ở đây với nó. Bác ra ngoài gặp ông Long nói chuyện rồi bác vô sau. Bà, giờ này còn đứng đây nữa. Vô trong chuẩn bị trà nước, người ta sắp tới rồi kìa. Tới cái gì mà tới, không nhờ thằng Phước nó về kịp á là bây giờ làm đám ma cho con Duyên luôn rồi. Tôi cũng đâu ép nó đâu. Tôi chỉ cho nó biết thế nào là lợi hại thôi. Với lại á, bên nhà trai chấp nhận mọi điều kiện cho mình luôn đó. Người ta còn cho phép con người ta ở rể luôn đó bà. Thằng đó mới về nhà thôi là con Duyên đã treo cổ. Ông muốn tôi treo cổ thằng con Duyên hay gì? Thôi thôi, bà muốn làm gì làm. Em là Hương chứ không phải Duyên. Kim Hương con chú Tám, anh nhớ chưa? Anh không được tiết lộ bí mật nếu như anh không muốn mất em. Chú Tám ơi, con Kim Hương của chú nó chết rồi. Con Kim Hương bỏ nhà đi mất từ chiều hôm qua. Người ta tìm thấy đôi guốc của nó trên sồn. Tôi đã... Con tôi. Mình đã gián tiếp giết chết con Kim Hương rồi. Nó bảo mình đem vật này đưa cho con chị nó, con Duyên, con anh hai Kim Long. Nói rằng nếu vật này tới không kịp tay con Duyên thì cả nó và con Duyên đều phải chết. Con Hương căn dặn kỹ là phải đưa ngay. Mình cứ đinh ninh là chẳng có việc gì nên rề ra. Nào ngờ mới hồi nãy, lúc nằm ngủ trưa trong trại ruộng, mình nghe tiếng con Kim Hương gọi thất thanh, nói mình đã hại cả hai chị em nó rồi. Nó nói đây là chiếc gương của người chết mà vô tình hôm đi chơi bên cồn hai đứa lượm được, rồi cùng soi mặt vào nên bị bắt hồn. Không được, phải chạy ra chỗ bờ sông người ta tìm thấy đôi guốc của nó. Con có tin tức gì không? Rồi con Duyên nữa, chẳng biết có chuyện gì nguy hiểm hay không nữa. Trời ơi, con tôi. Bên này, cô Kim Hương vừa mới tự tử. Trời ơi, đúng là tai họa mà. Chiếc gương này. Trời ơi, con Kim Hương. Chú Tam, cứu con. Kim Hương, ba đây. Chú Tam ơi, cứu con. Kim Hương. Chiếc gương đó. Kim Hương.
đây đâu phải là con Kim Hương, đây là con Mỹ Duyên, con của anh chị hai mà. Mỹ Duyên con, Mỹ Duyên dậy con, Mỹ Duyên, Mỹ Duyên con, Mỹ Duyên, anh hai ơi, anh hai. Ủa, sao vậy anh hai? Con nhỏ nó chết rồi. Sao vậy hả? Con này rõ ràng là con Mỹ Duyên, sao nó giống con Kim Hương nhà tôi vậy hả? Trời ơi, sao kỳ vậy trời? Chị hai, chị lật lại phía sau nó coi, coi cái gáy nó phải chết chào nó hay không. Đúng là không có. Con Mỹ Duyên nhà tôi á, từ nhỏ đã có vết chàm trên lưng trái rồi. Không lẽ con nhà anh cũng có vết chàm trên lưng giống con Mỹ Duyên hả? Đúng là như vậy, mà nó còn sống. Kim Hương ơi, sao con chết thảm vậy hả? Chú Tám nói con Duyên ở bên nhà chú Tám á. Bây giờ con theo bác qua bên nhà chú Tám coi con Duyên nó sao rồi. Hôm qua con Mỹ Duyên nó thắt cổ tự tử, nhờ có thằng này nó cứu con Duyên kịp á. Mà không hiểu tại sao nửa đêm á, con Duyên nó lại thét lên một tiếng rồi nó bất tỉnh luôn. Tôi cũng không biết nguyên nhân gì nữa. Trong lúc nó mê sảng, miệng luôn nhắc phải hủy cái chiếc gương gì đó, mà tôi không biết đó là chiếc gương nào. Đúng là chiếc gương đó, chiếc gương ở đây bên nhà tôi. Tại sao nó lại ở bên đó? Anh chị hai ơi, cho phép tôi đem con Kim Hương về nhà lo hậu sự. Chú Tám đem con Kim Hương về nhà đi. Tôi với bà qua nhà chú Tám đưa con Mỹ Dương về, tiện lo hậu sự giùm chú Tám luôn. Đi. Cho con đi với. Duyên ơi, ba má đem con về đây. Chào cố nhân. Bà là... Vậy ra ông vẫn còn nhớ. Chỉ có ông em ông là mau quên thôi. Anh ta nghĩ mình hành động trong bóng tối thì vô tội chăng? Cô nói cái gì vậy? Sao có tôi ở trọng? Vậy chuyện ở Xẻo Lá hồi đó, ai là người dẫn dụ tôi vô căn chòi để cho ông anh nhiều tiền háo sắc đây ra tay? Hiểu ra cô là Mỹ Chi. Vậy ai là người cưỡng bức tôi trong trại ruộng? Ai là người định trấn nước cho tôi đến chết, rồi sau đó dàn cảnh là tôi tự tử vì bị thất tình? Ai là người đã giả dạng chữ viết của tôi để gửi lá thư tuyệt mệnh về cho cha mẹ của tôi? Chẳng phải là ông em quý hóa của ông đây sao? Hai người họ đang chờ thêm hai người nữa vào cho đủ vụ. Vậy hai đứa kia đâu? Sao không vào chung một thể? Cô muốn trả thù tôi cũng được, nhưng mà con gái tôi, nó đâu có tội tình gì đâu, sao cô nỡ? Chỉ chơi cho thỏa mãn rồi mặc kệ họ chứ gì. Ông có biết vì giọt máu oan nghiệt đó mà tôi đã phải bỏ nhà đi hoang, tìm cách trục phá nó mà không được. Để rồi trong một đêm mưa gió, tôi đã chết vì bị mất máu. Cái bào thai 6 tháng nó cũng vì vậy mà chết theo. Ông có biết tôi đưa tấm gương cho con ông để làm gì không? Đó là chiếc gương tôi đã khắc sâu lời nguyền. Cả gia đình ông phải chết chung một lượt. Sao con gái tôi và con Duyên, nó nói chỉ cần nhìn vào gương là sẽ thoát chết? Đúng, đúng là có chuyện đó. Nhưng mà phải là một đứa chết và một đứa sống. Khi cả hai nhìn vào gương thì sẽ cùng được sống. Có điều, nhưng cả hai đứa nó phải mang bào thai song sinh của ta, vì nó là con ta và ta muốn nó ra đời, dẫu là từ ai. Không được, thà để cho tụi nó chết chứ không thể nào mang bào thai nó được. Bởi vì đó là dòng máu oan nghiệt của tôi. Cuối cùng thì ông cũng đã chịu nhận đứa con đó là của ông rồi sao? Với một hồn ma như tôi thì như vậy là quá đủ.
Con tôi từ nay không phải là con quan nữa rồi. Con tôi từ nay không phải là con quan nữa rồi. Con phải mang thai ba má ơi. Con sợ quá. Người ta bắt con mang thai. Họ nói là phải trả nợ cho ba. Không thể như vậy được. Anh hai Phước, con hãy làm gì đi Phước. Nếu không bác lại gây ra tội ác nữa đó Phước. Em hãy ôm chặt má đi. Ôm chặt má đi em. Sao cậu làm vậy? Vong hồn của cô Mỹ Chi khi cùng muốn trả thù. Cho nên mọi người đừng nhìn vào tấm gương ấy. Một khi đã nhìn rồi thì oan hồn của cô ta sẽ nhập vào em Duyên và cô Hương. Mà ở đây đâu có ai muốn hai người này phải mang bào thai oan nghiệp đó đúng không? Không thể để như vậy được. Còn bây giờ thì đành chấp nhận giải pháp này thôi. Má em sẽ có, sẽ có em bé. Anh nói gì vậy? Má của em già rồi, sao mà có thai được? Chuyện này cũng bình thường thôi. Điều không bình thường đó chính là cái thai trong bụng không phải là của má. Không phải của má? Vậy thì có thể là của ai? Nếu không phải của má em, vậy tại sao má em phải mang thai? Lúc nãy em không nghe giọng hồn của cô Mỹ Chi nói sao? Chính ba em đã để lại giọt máu trong người của bà ấy lúc chết. Do vậy nếu vậy cái thai trong bụng của má em là ma. Anh không chắc chắn lắm, nhưng nhiều khả năng là như vậy. Nhưng chưa có kết quả cụ thể thì em cũng chưa nên nói ra vọng. Tấm gương đang ở đâu? Ở trong phòng vợ tôi. Có chuyện gì vậy? Con Hương sao vậy? Chẳng hiểu sao á, khi đem con Duyên đi chôn thì nó vẫn là con Duyên. Còn khi thằng Phước á kêu Khoan ở chôn thì nó lại biến thành con Hương. Chẳng lẽ tất cả là do Mỹ Chi gây ra? Chẳng biết bà ta còn gây ra chuyện gì nữa. Hôm nay có nhiều chuyện kinh khủng, nhưng kết thúc đều là niềm vui. Mình mở tiệc ăn mừng đi chứ. Mỹ Duyên lén nhà xuống xuồng đi tới một nơi mà cô chưa hề biết, làng Hòa Đông. Sở dĩ cô quyết định đi tới đó là vì giấc mơ của Mỹ Duyên lúc nửa đêm. Khi cô nghe có người nói tên đó vang vọng trong đêm như thúc giục, gợi ý. Thức dậy, Mỹ Duyên nhớ lại lời mẹ kể. Bà nói, nhiều nơi đi tìm vợ đẹp đều về đó. Hồi xưa chính ba mày cũng đã si mê con gái bên đó. Nếu không có tao xuất hiện kịp thời thì ông ấy đã... Nhưng nghe đồn khúc sông này thường có sóng bất tử. Già đã làm lực bao nhiêu xuồng rồi, cũng không thiếu người chết. Nhất là từ gần chục năm trở lại đây, nghe nói do oan hồn của một cô gái chết oan. Sau khi nằm chết trên bờ rồi bị ai đó cố tình quăng xuống đoạn sông này, sau đó oan hồn cô ấy cứ hiện ra và nhấn chìm bất cứ xuồng nào có đàn ông hay gái đẹp. Mỹ Duyên căn cứ vào đó để quyết định đi. Sau một ngày trôi qua, địa điểm Duyên tới cũng đang ở trước mắt. Một ngôi nhà nhỏ, Duyên phải hỏi lớn. Có ai trong nhà không ạ? Dạ, cho con hỏi có ai trong nhà không ạ? Đã vào nhà rồi mà không bị đuổi ra, tức là cứ đi thẳng ra nhà sau, ắt có người đó. Nói giọng nói này trẻ quá. Không có giống người mẹ đang đua con. Chắc có thể là trong nhà đang đông người. Mà sao họ lại không dẫn mình vào ta? Dạ, con là Mỹ Duyên, nhà ở bên Hòa Nam. Hôm nay con sang đây là
có gì thì cứ nói. Bà Mỹ Chi, con chào cô. Con tới đây chỉ mong có thể lạy cô được một lạy. Con muốn xin lỗi cho những lỗi lầm mà ba của con đã gây ra. Con biết con xin lỗi nhiều như thế nào cũng không chuộc lại được lỗi lầm đó. Nhưng con chỉ mong cô, con xin cô cho con được thể hiện lòng thành. Không cần đâu. Lời xin lỗi cũng đâu có giúp người chết oan sống lại. Cô à, con chỉ có tấm lòng thành này thôi. Nếu như cô muốn, con có thể hy sinh tấm thân nhỏ bé của con để chuộc lỗi cho ba, có được không cô? Con khá hơn cha mẹ là đúng. Rõ ràng bay không có tố chất hại người. Nếu không, chỉ cần bay nhìn vào tấm gương hoặc chạm vào nó thì sẽ lập tức biến thành mây khói. Con cảm ơn cô, nhưng mà hôm nay con sẽ trở về nhà chỉ khi con nhận được một lời tha thứ của cô. Tha thứ cho những lỗi lầm của... Đừng có đòi hỏi thêm. Do qua thử thách, ta thấy bản thân của bay cũng tốt, cũng là nạn nhân của thằng cha nhẫn tâm kia thôi. Cho nên không chắc, còn những người lớn, họ phải gánh lấy những gì họ đã gây ra cho ta. Con lại cô, con xin cô đừng có hại ba mẹ con. Hỏi hai đứa trẻ trên võng thì rõ. Hai đứa trẻ nào? Vậy là hai đứa nhỏ đó. Đúng là nghiệp chướng mà. Bây giờ cô biết chắc là mình được oan hồn cô Sáu Chi tha cho rồi phải không? Ở xóm này ai mà chẳng biết đây là đền nhà cũ của cô Mỹ Chi. Ngày trước nơi đây là một tòa nhà lớn, nhưng từ khi cô Sáu Chi chết đi thì cha mẹ cô đau buồn và tuần tự qua đời. Ngôi nhà không ai chăm sóc nên lần hồi lụng bại, bị bỏ hoang. Nhưng không một ai dám bén mảng tới, bởi lúc nào cũng có tiếng ru con của cô Sáu. Nếu ai mà quấy rầy, làm cho cô Sáu mất tập trung thì lập tức bị bại. Đã có nhiều người, nhất là mấy ông đàn ông nhỏ nhẹt về ngang đây, khi nghe tiếng đàn bà ru con đã ghé vô tính giở trò sàm sỡ, và khi đã bị trừng trị đích đáng, có bị bóc tách, bẻ cổ chứ chẳng phải chơi. Cô đúng là số lớn. 9 tháng sau, bà Kim Long vừa hạ sinh một đứa con trai. Trong suốt thời gian bà mang thai thì hai vợ chồng vừa mừng vừa lo. Mừng là già rồi mà vẫn có được một đứa con trai để nối dõi, còn lo là chẳng biết chuyện có thai bất thường rồi sẽ có gì bất thường xảy ra không. Cho đến khi hạ sinh hai đứa con không cầu mà được một cách vuông tròn bình an, thì hai bữa tiệc lớn được tổ chức ăn mừng, chỉ có hai cô con gái là hồi hộp, lo lắng, thất thần. Mỹ Duyên đều không dám nhìn vào em ngay, mà đợi khi nghe chính miệng mẹ mình thông báo là đứa nhỏ bình thường thì cả hai mới bước vào nhìn. Phải đợi nhìn cho thật kỹ rồi Mỹ Duyên mới dám hỏi mẹ. Má nè, chắc là em nó cũng giống như những đứa trẻ bình thường khác đúng không má? Nhỏ này nó hỏi lạ. Do má sinh ra thì cũng là bình thường thôi mà, cũng giống như con ngày xưa má sinh ra vậy đó. Lâu nay ba với má mong ước có thằng con trai mà không có, nay trời thương nên có rồi nè. Hay là thấy em mình con trai rồi má? Không phải như vậy, chỉ là con Duyên phải tránh ra ngoài. Từ đó cô ít vào thăm em, nhưng thỉnh thoảng cứ đứng ngoài nhìn lén vào xem có gì khác lạ không. Chẳng có gì xảy ra cả. Ngày tháng trôi qua, điều lo sợ của Mỹ Duyên không xảy ra.
đứa bé lớn lên rất bình thường. Tuy nhiên, nỗi lo trong lòng ông Kim Long thì không dứt. Từ lúc vợ mang thai, sinh con, ông ta giấu đi sự lo lắng trong lòng. Chứ làm sao ông quên được lời đe dọa của oan hồn Mỹ Chi? Ông làm sao không biết đứa con này chính là giọt máu từ cái oan thai mà ông đã gây ra? Nó là sự trả thù. Khi hai đứa trẻ đầy năm, trong lễ thôi nôi, khi cho nó lựa đồ chơi để bói xem tương lai của nó ra sao, cả hai thằng bé ở hai nhà đều bốc đúng cái gương soi. Ông Kim Long lặng người quay đi chỗ khác để giấu vợ con. Suốt đêm hôm đó, ông Kim Long không thể nào ngủ được. Cứ vừa chợp mắt thì ông lại thấy bóng của Mỹ Chi hiện ra. Đưa mắt nhìn thẳng vào, rồi lặng lặng bỏ đi. Cho đến gần sáng, ông lại gặp bà ta lần nữa. Ông phải trả giá thật đắt, không những cả mạng sống mà cả tiền của ông. Ông có biết là khi hai đứa nhỏ chạm vào tấm gương, nó biểu hiện cho điều gì không? Là tủ sắt, là họa sát thân từ đàn bà. Khi lớn lên, nó sẽ tiêu hết tài sản của ông, còn gây ra họa lớn ở tù rục xương, khiến cho vợ chồng ông phải liên lụy, tán gia bại sản. Đó là chuyện gì? Thì cha làm gì, con nó sẽ làm y như vậy. Đáng đời một kẻ khốn kiếp như ông. Nhưng thật lấy làm tiếc, mọi kế hoạch đều không như tôi mong đợi. Chỉ bởi mẹ cứu đẻ con tiên, chính hai đứa con nhà hai người đã làm dở mọi kế hoạch của tôi, đã làm cho hai bào thai của tôi không làm đúng chức năng của nó. Là sao? Nhờ hai cái chết hụt của hai đứa con gái, của ông và em ông, chúng nó đã gánh hết phần kiếp nạn mà đáng lẽ hai đứa em trai sau này của nó gây ra. Vậy là một câu chuyện ma nữa đã kết thúc rồi. Mọi người có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này thì mọi người có thể để lại ý kiến dưới phần bình luận nha. Nếu như các bạn muốn ủng hộ Người Khăn Trắng thì hãy like và đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.